Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe rất là mới cống luôn á. Đó là chiếc huyền thoại Toyota Altis. Thì cái chiếc này là phiên bản số tự động 1.8G. Và đứng kế bên Khanh đây, đây là cái chiếc xe màu bạc 2018, đã đi được 32.000 cây số, nhưng ghế cực kỳ mới, cực kỳ mới luôn nha các bạn. Lát nữa Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn tại sao mà Khanh nói nó mới, từ cái vô lăng cho tới cái ghế rất là đẹp. Rồi về phần đèn á, thì cái chiếc xe này cái gia đình chủ cũ sử dụng rất là kỹ. Thì cái phần đèn này các bạn thấy nè, từ năm 2018 đến giờ nó rất là trong. Thì 2018 bữa nay là 2020 đúng không ạ? Thì coi như là một năm thì chủ xe chỉ đi được có 15.000 cây số thôi. Một cái con số rất là ít so với là cái việc mà chiếc xe của các bạn mua xe mới được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 cây số. Thì cái chiếc xe này nói về cái việc bảo hành thì 2018, hiện tại là 2020 thì các bạn mua về các bạn còn được bảo hành. Dạ, còn được bảo hành nha. Cụm đèn nè, còn rất là sáng luôn. Một chiếc xe các bạn nhìn vào cụm đèn, nếu mà chỗ này á mà nó bị vàng thì là người chủ người ta đi buổi tối rất là nhiều, tức là nó bị nhiệt độ nó làm vàng cái ố cái đèn các bạn nha. Tất cả sơn các bạn, sơn zin cực kỳ đẹp luôn, rất là đồng màu. À, các bạn nhìn vào nha. Đối với cái phiên bản Altis 1.8 này thì 1.8 thì đối với Altis nó sẽ có hai bản các bạn nha, một bản E với một bản G. Thì đây là cái bản G, có nghĩa là gọi là bản cao á. Thì trong cái bản G này nó sẽ có nội thất màu kem và màu đen, và chiếc xe này là nội thất màu kem. Lát nữa Khanh sẽ cho các bạn coi cái phần nội thất. Đối với phiên bản G thì mâm nó là mâm đúc, còn mâm đúc và dạng phay. Còn cái phiên bản E thì nó sẽ nhỏ hơn 1 inch. Và cái chiếc mâm này á, xe 2018, lớp vỏ là theo xe luôn. Và các bạn có thể coi giúp giùm Khanh. Đây, mình coi thẳng trên cái bộ lớp nè. Cái lớp này là lớp theo xe luôn đó các bạn. Đây, lớp theo xe luôn á, chứ không phải là lớp thay lại đâu. Và cái gai lớp nè, các bạn nhìn thấy cái gai lớp nè, còn rất là mới luôn á. Mâm này là mâm 16 nha. Rồi, giới thiệu các bạn, đây là cái phần hông của chiếc xe. Đây là phần hông của chiếc xe. Đối với phiên bản này thì nó sẽ có là gương gập điện và chỉnh điện. Còn cái phiên bản E rẻ tiền á, là cái gương của nó là phải gập tay. Rồi, phiên bản này là có đều có gập điện và chỉnh điện rồi. Đối với động cơ 1.8 của Altis là động cơ này sẽ được trang bị đi kèm với hộp số là CVT. Thì độ tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nếu các bạn đi đường thành phố á, nó khoảng 9 lít. Còn các bạn đi đường trường á, thì nó khoảng 5 lít rưỡi. Một chiếc xe gọi là rất là tiết kiệm của Toyota. Và đối với cái động cơ 1.8 này thì các bạn đi đường trong thành phố á, nó rất là chuẩn. Tại vì nếu các bạn đi một cái động cơ trên 2.0 lít hoặc là dưới 1.5 lít thì những cái động cơ đó nó sẽ gây ra hao xăng. Tại sao mà Khanh nói động cơ đó nó hao xăng? Bởi vì 1.5, dưới 1.5 lít thì kéo một cái xác xe nó sẽ to và nó gọi là bị quá tải. Còn trên 2.0 lít thì nó lại bị dư. Rồi, các bạn có thể coi cái phần đuôi giúp giùm Khanh. Đây là cái đuôi xe. Nhìn màu sắc tổng thể của chiếc xe nó rất là đồng màu. Nếu các bạn cảm thấy nghi ngờ về độ mới của chiếc xe này, mời các bạn ghé showroom và chúng ta sẽ xem tận mắt, sờ tận tay về cái chiếc xe này nha. Đối với những cái khách hàng mua chiếc xe đã qua sử dụng, đầu tiên các bạn sẽ được lợi là gì? Về cái phần thuế chỉ có 2% thôi. Và lợi một cái nữa là những cái trang bị có trên xe là người chủ cần thiết có trên xe là người chủ cũ đã trang bị cho các bạn rồi. Và các bạn không cần phải trang bị thêm nữa đâu. Rồi, đối với cái xe này á, thì đây cái chiếc chìa khóa xe các bạn có thể mở cốp. Rồi. Có sẵn camera dè cho các bạn nè. Cả miếng dè có sẵn nè. Đây là cả miếng dè, camera dè có sẵn. Đây là cái cốp của xe. Thì cho các bạn xem đây. Đây là cái bánh xe dự phòng. Các bạn coi cái độ mới của bánh xe dự phòng nè, rất là mới. Bánh xe dự phòng là 2018 luôn đây. Đây 2018, tất cả là theo xe hết các bạn nha. Rồi. Thì mời các bạn đi qua phần bên đây thì Khanh sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn độ đồng màu của cái phần bên phải của chiếc xe. Đây là các bạn nhìn vào, màu sắc rất là đẹp, gọi là rất là đẹp luôn. Có những chiếc xe thì trong quá trình sử dụng người chủ tuy đi ít nhưng mà người chủ sơn rất là nhiều, là do cái chiếc xe là đi trong thành phố bị trầy xước, nhưng mà chiếc xe này người chủ sử dụng rất là ít luôn.
Bây giờ Khanh sẽ mở cái cửa cho các bạn coi nha. Về phần nội thất nè, nội thất màu kem. Đây là nội thất màu kem, có tay vịn. Rồi, các bạn nhìn vào phần ghế giúp dùm Khanh. Phần ghế nó sẽ đánh giá là một cái chiếc xe sử dụng nhiều hay ít. À đây nè, nhất là cái phần mép ghế nè, các bạn thấy không mà, nhìn rất là đẹp luôn. Da còn phẳng lì nha. À đây là ghế da chứ không phải là ghế simili đâu các bạn nha. 1.8G nữa là ghế da. Đây, ghế da phẳng lì luôn nè. Màu sắc còn rất là mới, không có cái dấu hiệu gì là độ xuống của cái màu da hết các bạn. Rồi bây giờ Khanh sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn là cánh cửa. Đây, đây là cánh cửa. Để các bạn coi giúp giùm Khanh nè. Phần chỉ, những cái chỉ sùng á trên cánh cửa, để xem coi cánh cửa này là có bị cấn đụng hay không. Thật ra đối với một cái người coi xe chuyên nghiệp á, thì nhìn vào cái phần màu sơn, xe không sơn lại chắc chắn cánh cửa không bao giờ bị lỗi, bị cấn gì hết. Thì Khanh muốn giới thiệu cho các bạn, đâu phải ai cũng biết ngay. Mình đã coi màu sắc sơn đồng đều rồi, thì bây giờ mình sẽ coi tiếp những cái mép cửa. Đây mép cửa nha. Rồi, kế đến giới thiệu cho các bạn, đây cái phần nội thất của hàng ghế trước. Rồi, các bạn nhìn vào cái phần nội thất hàng ghế trước giúp giùm Khanh thử xem. Đây cái ghế của nó rất là đẹp luôn các bạn nha, không có bị xẹp ghế, ghế không bị xẹp, cái da còn rất là thẳng, rất là phẳng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xem tiếp những cái chỉ sùng trên cái cửa nha. Đây các bạn xem giúp giùm Khanh đó, nó còn rất là mới. Rồi bây giờ mời các bạn ra phía trước, Khanh sẽ mở cái nắp capo cho các bạn xem. Hồi nãy Khanh nói với các bạn là cái bánh xe này vỏ theo xe đúng không ạ? Đây, nó có cái năm sản xuất và cái tuần sản xuất luôn ạ. Đây là các bạn thấy 18 không ạ? 11, 18. Đây, năm 2018 nè, tuần thứ 11. Rồi bây giờ Khanh sẽ mở cái nắp capo để cho các bạn xem nha. Các bạn đứng đây chờ Khanh cái. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là cái phần khoang động cơ của chiếc xe. Rồi, khoang động cơ của chiếc xe. Thì cái độ mới, độ đồng màu của chiếc xe, các bạn nhìn vào một chiếc xe, mọi thứ đều đồng màu hết, tức là cái chiếc xe này người ta sử dụng rất là chuẩn. Còn một có một cái dấu hiệu nào đó mà nó lệch màu thì cái chiếc xe này có một cái bàn tay tác động vào. Các bạn coi giúp giùm Khanh nha, những cái chỉ sùng trên nắp capo nè. Đây, ngay tay Khanh nè. Bạn coi nè, đây cái chiếc xe của các bạn là còn nguyên luôn. Ai mua chiếc xe này về gọi là hời luôn á các bạn. Và antique bây giờ thì xe mới là gần như là không có hàng luôn các bạn nha. Rồi bây giờ giới thiệu với các bạn cánh cửa tài xế. Cửa tài xế, người chủ á, người ta sử dụng ít thì các bạn chỉ cần đóng vào là các bạn biết là cái cửa này nó có chắc hay không, là biết người ta xài nhiều hay không, nghe cái âm thanh thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ xem cái phần chỉ sùng trên cửa nha. Đây là chỉ sùng trên cửa nè, các bạn xem cho giùm Khanh. Đó, cái chiếc xe của mình nó còn nguyên y zin luôn. Đấy. Rồi, một cái ghế xài nhiều hay không là phản ánh ở ngay ghế tài xế. Và ghế tài xế này là ghế chỉnh điện. Đây, cái ghế chỉnh điện nha, là có phồng lưng ghế luôn nè. Rồi các bạn coi cái phần mép ghế của ghế tài xế nè, còn nguyên luôn các bạn nha. Đây, màu sắc nè. Rồi bây giờ tiếp đến là cái cánh cửa sau. Cái cánh cửa sau nè, các bạn coi giúp giùm Khanh nha. Đây những cái chỉ sùng cánh cửa sau. Rồi bây giờ Khanh sẽ mở lại cái cốp sau để cho các bạn xem cái phần cốp sau nha. Đây Khanh giới thiệu cho các bạn cái phần cốp sau nè. Chúng ta sẽ xem những cái gọi là mốc, những cái vị trí làm dấu của nhà sản xuất. Rồi bây giờ mời các bạn vào phía trong xe để xem coi cái phần táp lô của xe nó như thế nào nha. Các bạn, đây là cái phần táp lô của chiếc xe. Thì Khanh muốn giới thiệu cho các bạn chiếc xe 32.000 cây số. Đây cái đồng hồ 32.000 km, các bạn xem với giùm Khanh nha. Đây, ngay tay Khanh đây, 32.000 cây số đây, đúng km luôn các bạn. Rồi
giới thiệu với các bạn, đây là cái phần vô lăng. Một cái vô lăng mà các bạn xài nhiều hay xài ít là các bạn sẽ bị mất cái độ sần của cái vô lăng đây. Cái này còn y nguyên luôn các bạn nha. Còn y nguyên, y như mới luôn á. Rồi, các bạn sẽ nhìn màu sắc của các nút nè. Không có nút nào mà bị mòn hết các bạn. Không có nút nào bị mất chữ hết. Đây nè, các cái nút. Những cái phím nút này nè là những cái mà gọi là thường dùng của một cái người sử dụng ô tô. Xe này thì có sẵn cho các bạn là cân bằng điện tử rồi. Đời này nó đã có cân bằng điện tử rồi. Và nó có thêm cái chế độ là chế độ Sport. Đây, có thêm chế độ Sport ở ngay cái chỗ này. Khi mà các bạn lái mà các bạn muốn cái cảm giác mà nó thể thao chút xíu thì chúng ta sẽ nhấn vào Sport. À, đây là cái phần hộp số nè. Người chủ người ta rất là kỹ cái phần tay nắm này. Người ta còn bọc thêm một miếng da để bảo vệ trên đây. Rất là kỹ. À, các bạn coi cái phần điều hòa nè. Cái phần kiến điều hòa này nó còn không có một vết chày luôn á các bạn. Đây kiến điều hòa nè. Rồi, một cái màn hình Toyota đi theo xe. À, màn hình Toyota đi theo xe. Đối với cái chiếc xe này á thì túi khí của nó là 7 túi rồi nha các bạn. Túi khí này là 7 túi rồi. À. Rồi, bây giờ các bạn muốn biết về độ mới chi tiết như thế nào thì có chắc mời các bạn phải ghé đại lý thôi, chứ còn mà nói qua điện thoại, nói qua video thì chắc chắn là nó chỉ ở mức độ tương đối. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn cái chi phí mà lăn bánh chiếc xe này nếu mà các bạn có nhu cầu mua vay qua ngân hàng. Xin mời các bạn ra phía trước ạ. Rồi, sau khi Khanh đã giới thiệu xong về những cái trang bị và độ còn lại của chiếc xe Altis này, nếu các bạn cảm thấy yêu thích hãy coi tiếp phần video này nha. Thì giá xe 670 triệu cho một chiếc Altis 1.8G nội thất màu kem. À, hộp số tự động nha, 1.8G, phiên bản G nha. Rồi. 670 triệu thì là giá của Khanh bán cho các bạn. Còn để các bạn lăn bánh thì chúng ta chỉ bỏ thêm là đổi lại tên của các bạn thì thuế là 2% thôi các bạn, rất là rẻ. Thì Khanh tính nhẩm thì nếu mà các bạn lăn bánh ở tỉnh á thì các bạn chuẩn bị khoảng đâu là mấy triệu là các bạn ra biển số rồi. Rồi, và nếu các bạn biển số Hồ Chí Minh, tại vì xe này gốc biển tỉnh thì các bạn nếu mà ra biển số Hồ Chí Minh thì sẽ hơi đắt chút xíu. Các bạn chuẩn bị thêm 20 triệu tiền biển số. Các bạn nhớ nha. Còn nếu mà các bạn mua vay, các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh là 255 triệu là tổng tiền để các bạn mua vay đem chiếc xe này về, tổng tiền nha. Phần còn lại các bạn sẽ được vay vốn và được hỗ trợ qua ngân hàng. Thì thời gian nó khoảng 7-8 năm. Còn nếu mà các bạn rút lại 5 năm thì số tiền của các bạn trả hàng tháng nó khoảng 11 triệu rưỡi. Còn nếu mà các bạn chuyển ra 7-8 năm thì nó khoảng 8 triệu thôi các bạn. Rồi, tổng tiền của các bạn trả là 255 triệu và số tiền 11 triệu rưỡi là trả giảm dần theo dư nợ còn lại thời gian 5 năm. Các bạn có thể vay lên 7-8 năm cũng được, là tùy theo nhu cầu của mỗi bạn. Thì trên đây Khanh đã giới thiệu xong về cái chiếc xe. Nếu các bạn cảm thấy hài lòng và cảm thấy ưng chiếc xe này, mời các bạn bóc ngay điện thoại gọi cho số 0996 773366, thì bên Khanh sẽ chia sẻ những cái thông tin thêm, gửi cho các bạn thêm những cái hình ảnh cặp vẹt xe, cũng giống như là cái thủ tục nếu mà các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này vay qua ngân hàng. Thủ tục rất là đơn giản, chứng minh dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Lưu ý không nợ nhóm là được. Còn những anh chị mà chồng tiền thì chúng ta chỉ cần chồng đủ tiền là dạo xe thôi. Một ngày là có thể ra được cho các bạn biển số mới. Rất là nhanh luôn các bạn nha. Rồi, mong rằng video này sẽ hữu ích cho tất cả những quý vị và các bạn muốn mua chiếc xe Altis nhưng mà không có dịp mua kịp chiếc xe mới thì hãy lấy ngay chiếc xe này về. Tại vì chiếc xe còn rất là mới, xe lướt mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, nhờ các bạn nhấn nút like, share, subscribe và dấu chuông để coi như một cách ủng hộ Khanh. Có thể hơi nhiều bước nhưng mà nếu các bạn cảm thấy yêu thích, nhờ các bạn, Khanh nhờ các bạn nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Dạ, xin cảm ơn và xin chào.